kính chào toàn thể các bác. Với những sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu Navasi, hôm nay em xin trân trọng giới thiệu toàn thể các bác hai mã sản phẩm cổ loa súc bát hay gọi là súc buffer siêu trầm, chuyên dùng các bác thay thế vào những cái hệ thống âm thanh đã dùng lâu năm và kém dần theo thời gian. Nhưng của các bác là cổ loa xịn và các bác muốn thay những cổ loa chất lượng tương đương hoặc cao cấp hơn thì đây là những sự lựa chọn hoàn hảo cho các bác. Đầu tiên em xin giới thiệu toàn thể các bác củ loa đến từ thương hiệu là Navasi với mã là SAF18402 với công suất là 2400W công suất chương trình và 8 ohm trở kháng của củ loa từ 22V100. Mã là SAF tức là củ loa này là sử dụng từ ferrit viết tắt của chữ F, 18 là 18 inch và 4 là 4 inch vai côn. 02 là đời thứ 2 của cái series đời này nhé, có là 01, 02, 03, 04, có các đời như vậy. Và phía bên cạnh đây chúng ta có một củ loa cũng chất lượng tương đương và tương tự nhưng con này công suất lớn hơn, đó là SAN18403. Con này là trở kháng là 8 ohm và công suất chương trình là 3000W công suất chương trình các bác nhé, 3000W công suất chương trình hay gọi là 3000W công suất program, trở kháng 8 ohm. SAN là viết tắt của neodymium, 18 inch là 18 inch củ loa, 4 là 4 inch vai côn tức là côn 100. Đó, hôm nay anh em chúng em xin giới thiệu toàn thể các bác đơn vị tài trợ chính nhà của ngày hôm nay, đó là DVH Audio đã tạo cho em một cái điều kiện và một cái cơ hội cùng trải nghiệm cũng như là cùng giới thiệu với toàn thể các bác những củ loa chất lượng cao và hay những chất lượng như này. Với những củ loa này các bác chỉ cần một cái thùng kiểu dáng thùng của dòng Martin là sẽ ra được cái chất của cái sản phẩm này các bác nhé. Con này khối lượng cộng hưởng là 150 nít, độ nhạy là 97 dB, và với cái củ loa neo này thì là 180 nít và độ nhạy là chỉ có 95 dB, nhưng công suất con này nó sẽ lớn hơn, đó là khoảng 3000W các bác nhé, 3000W. Đó. Đây. Về phần thiết kế của hãng thì Navasi thiết kế một cái phần củ loa rất là chất và hầm hố. Các bác có thể nhìn thấy keo cổ côn màng nhện này, keo ở cái màng nhện này đã được hãng tráng thêm một cái lớp keo nữa, gọi là cái phần keo để gia cố cho cái nhện này nó sẽ không dao động quá nhiều, đảm bảo cái độ cứng của màng cũng như là cái tần số cộng hưởng cơ bản của cái củ loa này. Củ loa này thì rất là dễ đánh nhá các bác nhá, rất là dễ đánh và rất là dễ ghép thùng, thùng loa cơ bản nó cũng ra được chất và không cần thùng loa quá là chuyện trò. Còn đây là những cái củ loa nó chất lượng cao hơn, con này các bác có thể lắp vào những cái thùng khối lượng sẽ lớn hơn các cái dòng kiểu thùng dáng như là Martin. Đây là cái phần keo cổ nhẹ này, ông nhìn trong hình thức nó rất là đẹp đó, củ loa neodymium và những sản phẩm này là đều là xịn của chính hãng các bác nhé. Đây là cái mã QR code có trên củ loa đó, QR code keo cổ côn màng nhện nhìn trông rất là đẹp. Và hai cái củ loa này đều được nhà hãng thiết kế cũng như là phủ lớp vật liệu siêu chống thấm nước, siêu chống thấm nước. Các bác có đổ nước vào đây, thả cá vàng đây cho cá vàng bơi tung tăng luôn đó. Củ loa này đều sử dụng là gân ba gân viền vải tấm dầu các bác nhé, viền vải tấm dầu. Với những củ loa chất lượng cao này thì chúng ta nên ghép vào những cái thùng loa xịn của châu Âu hoặc là những cái thùng loa các bác đang dùng rồi nhưng lại muốn nâng cấp củ loa cao cấp hơn để nghe tiếng hay hơn, chất lượng hơn thì chúng ta sử dụng một trong hai đời này. Và những cái củ loa cao cấp này thì giá không hề rẻ đâu các bác nhé, toàn trên chục triệu đô đắt đấy. Bao nhiêu thì còn đâu em mới kể, nhưng dưới 20 triệu, dưới 20 triệu. Ok, thì đầu tiên là cứ cảm ơn đơn vị tài trợ chính ngày hôm nay đó là DVH Audio. Mong muốn của em là sẽ cùng với DVH Audio sẽ tạo ra cộng đồng những sản phẩm liên quan đến âm thanh có chất lượng cao hơn nữa, tốt hơn nữa để phục vụ toàn thể các bác. Và lời cuối cùng xin trân trọng kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong video lần sau, có thể hay các bác liên hệ trực tiếp em để em cùng các bác cùng trải nghiệm những cái sản phẩm cao cấp và chất lượng như này các bác nhé.